出口が1階です。ありがとうございます。Các bạn thấy mình đang ở tầng 45 và chuẩn bị đi xuống. Mở hướng sẽ là ủ tay. Đi xuống độ khoảng 45 tầng thì đi xuống độ khoảng 49-50 giây thôi. Mình đang làm sự ủ tay đó. Phải nói đi rất là nhanh. Xuống mặt đất rồi. Ôi trời, ở trên ủ tay rồi. Helicopter Master. Ây da, mình đang tầng trên cao 45 này đi ủ tay luôn. Nói là, và mình đã xuống tới nơi. Đây là một cái khung cảnh bên trong. Wow, mình cảm thấy choáng váng. Rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nha.